Khang Audio Bình Dương xin kính chào tất cả các đồng chí, chào các bạn. Báo cáo với lại các đồng chí, trời đang nổi giông gió nha. Đấy. Thế nhưng mà cụ Nguyễn Bính cụ nói rằng là nắng mưa là việc của trời, tương tư là việc của tôi yêu nàng nha. Đấy. Đố ai định nghĩa được chữ yêu, có khó gì đâu một buổi chiều chàng và nàng dìu nhau vào nhà nghỉ. Và như thế là yêu nha. Báo cáo. Thế theo yêu cầu của rất nhiều anh em độ chế các kiểu con đà điểu, loa kẹo kéo rồi loa nọ loa kia, thì có một người anh em yêu cầu mình lên video để giới thiệu tới người anh em chọn bộ nguyên một cái mặt của cái âm ly California có model Pro 333A và Pro 828A. Hàng này là hàng Cali xịn, báo cáo với các đồng chí, chứ không phải hàng Cali đểu. Thế cho nó nhanh. Tổng thể các chiết áp và công tắc mình thay mới hết rồi. Đấy, các đồng chí về coi như thế là đấu nối, là chỉ việc coi như thế là cho nó ăn điện là nó ra tiếng rồi nhá. Thêm cái phần công suất nữa là nó có tiếng ra loa rồi. Tức là mạch này là mạch còn tốt, không tật bệnh gì cả. Đã được thay chiết áp và công tắc. Đấy. Bán nguyên cả một cái mặt như thế này 200.000 đồng. 200.000 đồng thì xin thưa với các đồng chí, nguyên cái chiết áp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. 25 quân chiết áp mới đã bao tiền rồi, đúng không ạ? Đấy. Nên là mình bán cả cái bộ này chỉ có 200.000 là còn tiền công thay nữa nhá. Đấy, 200.000 trong khi đó lại còn có cả tiền bọc thùng xốp vừa nữa. Đấy. Để nguyên như thế này nhá, để nguyên như thế này. Đấy. Đây là mạch mic của nó này. Rồi con này thì mic nó dùng 2IC California hàng xịn này. California hàng xịn 2IC. Chiết áp thay mới hết rồi nhá. Đấy. Đây này. Còn đây là echo, echo con này tương đối hay. Báo cao các đồng chí, nó dùng con IC lớn đây này. M65831. Con IC lớn này, cái boy echo này rất chi là, nói chung là cũng không phải là diện xuất sắc, thế nhưng mà hát karaoke cũng cảm thấy là ok nhá, chấp nhận tốt. Vì nó dùng con M65831. M65831 thì nó cùng họ với con M501 95. Có vào các đồng chí, anh em chú bác nhà nó hết đấy. Nên là nghe nó vang vọng của nó cũng tương đối tốt đấy. Còn dưới này là mạch Music và Master. Cái loại này thì nó liền một mạch nhá. Đấy. Còn nguyên zin đây, một màu xanh của California nguyên zin. Đấy. 200.000, 200.000 đồng. Đây là mặt dưới của nó đây. Chưa có sửa chữa gì nhá. Còn đây là mình thay chiếc áp thì nó có vết hàn, thay công tắc. Còn đây là cái rắc của nó. Đấy, cái rắc của nó đây này. Cái rắc của nó thì mình chấm hàn lại nhá, chấm hàn lại. Đấy. Đây là một mặt. Tiếp theo cái mặt này nữa. Mặt Pro 828A. Hai cái mặt mặt nào cũng thay chiếc áp hết rồi nhá. Đấy. Cái này cũng 2IC về mạch mic. Echo cũng sử dụng M65831 đây. Đấy, M65831 IC lớn. Đây. Đấy, M65831 nhá. Đây là hát karaoke của nó, mình nói rồi là cũng chấp nhận tốt. Đấy, đây. Những đồng chí nào mà sử dụng con âm ly California thì biết rồi về vấn đề nghe nhạc cũng như hát karaoke của nó. Đây. Mạch của nó là đẹp tuyệt vời chứ không phải là đẹp vừa. Xuất sắc luôn. Chiếc đáp công tắc thay mới hết rồi. Đấy, cứ 200.000. Chọn bộ như thế này nha. Chọn bộ nguyên cái mặt như này 200.000. Đấy, mình phải đóng thùng xốp mình gửi đi cho các đồng chí 200.000. Đấy. Còn cái mặt này là cái mặt A đi ra. Cái mặt này thì chỉ tặng thôi chứ không bán. Mặt này thì chỉ mặt này thì chỉ tặng thôi chứ không bán. Mặt này chỉ tặng thôi không bán. Đấy. Thế còn đây là cái mạch công suất này, cái âm ly Aridang mình phá ra nhá. Mạch công suất chạy cho MOSFET vẫn còn chạy tốt. Đấy. Trước khi gửi đi test cẩn thận. Đấy. Còn đây là mạch mic thì nói chung là các đồng chí mà có nhu cầu mạch mic mình mỏng gì thì cứ liên hệ với mình nhá. Đấy. Và cuối cùng là hai cặp loa, một cặp của Sony 3 cây gậy, một cặp của Sony 3 cây gậy còn nguyên bản. Nói to cả bản nghe, đã kiểm tra loa rồi, chưa có dán dùng gì gặm nhấm gì ở trong này cả nhá. Cặp dưới là cặp Sony 710 vẫn còn nguyên bản luôn. Đấy. Thì lằng nhằng như vậy có một số cái
món đồ thanh lý để làm kiếm chai rượu nút lá chuối uống nha. Và cũng là thể theo yêu cầu của rất nhiều anh em huynh đệ độ chế thì mình mới làm thôi. Đấy, chứ còn thực tế ra thời gian này có khi ra ngoài kia coi như là vui thú với điền viên nha, có khi nó là tư tưởng của nó thoải mái để làm được nhiều việc hơn ấy. Thế nhưng mà anh em yêu cầu thì mình vẫn cứ phải coi như là bớt chút thời gian ra để quay video để phục vụ anh em huynh đệ khắp ba miền Bắc Trung Nam. Thôi xin phép dừng clip ở đây. Một lần nữa Khang Audio Bình Dương trân trọng cảm ơn các đồng chí. Chào thân ái. Merci.